Rồi, xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thứ hai đầu tuần thì kính chúc anh em có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả anh em nhé. Ok, vào đầu video thì anh em cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh, nút chuông để theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Ok, thì như thường lệ hôm nay bên em lại lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay thì em có rất nhiều máy chống cháy anh em nhé, chỉ 1 triệu, hơn 1 triệu, có rất nhiều. Ngoài ra thì có cả đời cao Samsung, iPhone. Đấy. Có cả Xiaomi cấu hình cao anh em nhé. Đấy. Anh em quan tâm những cái dòng máy này thì có thể đón xem chi tiết ở trong video anh em nhé. Cửa em thì có địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội, anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em ở xa bên em có gửi hàng toàn quốc anh em nhé. Đấy. Gửi hàng có cọc trước và ship đến thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Rồi, không làm mất thời gian của anh em vào giới thiệu luôn anh em nhé, vào giới thiệu luôn cái dòng máy từ rẻ đến từ thấp đến cao. Đầu tiên em giới thiệu con này là con Xiaomi 3 này. Xiaomi 3 con này thì cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32 anh em nhé. Màn của nó là 6,62 inch, pin 4230. Dòng này thì pin rất là trâu anh em nhé, pin cực kỳ trâu. Máy thì nói chung là cầm vừa tay, nhỏ gọn, hình thức thì xước sát theo thời gian rồi anh em nhé. Xước sát theo thời gian. Cây này thì em bán cho anh em thanh lý với giá là 1 triệu tròn anh em nhé. 1 triệu tròn. Máy trần anh em nhé. Anh em cần xả cáp thì thêm 50.000. Đấy. Máy thanh lý thì bên em sẽ bao test cho anh em 1 tuần. Lỗi đổi luôn anh em nhé. Đấy, Xiaomi 3 này. Ok này. Tiếp theo là con Vivo Y95. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 64. Màn là 6,22 này. Pin 4030. Giá 1 triệu 1. Dòng này thì pin cực kỳ là trâu nha anh em nhé. Con này thì hình thức cái vỏ đẹp hơn, vỏ đẹp anh em nhé, à, màn đẹp, không ám ố gì. Ok, anh em mua chống cháy, mua cho phụ huynh, mua cho con cái thì quá là ổn luôn. 1,1 triệu anh em nhé, 1,1 triệu. Tiếp theo thì em giới thiệu là Xiaomi C11. Mới về thêm dòng này rất nhiều anh em nhé, 5 cây. À, con này thì cấu hình RAM 2GB, bộ nhớ 32, màn 6,5 này, pin, đặc biệt là pin 5000 cực kỳ trâu. Giá 1 triệu 3 một cây anh em nhé. 1 triệu 300 nghìn. Máy này thì em tặng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp và cường lực anh em nhé. Sạc cáp cường lực. Màn đẹp không ám ố gì này. Con này thì màn khá là to, pin trâu. Anh em dùng cả ngày không hết luôn nha anh em nhé. Hình thức thì còn đẹp, hình thức đẹp anh em nhé. Giá 1 triệu 3. 1 triệu 3. Tất cả đều là màu xám này anh em nhé. Xám bạc rất là đẹp luôn. 1 triệu 300 nghìn nhé. Rồi, tiếp theo thì em có con này là con Huawei Y9 2019 anh em nhé. Cấu hình RAM 4 này, bộ nhớ 64, màn 6,5, pin 4000, màn 6,5, pin 4000 anh em nhé. Cái này em để cho anh em giá 1,6 triệu. Đây, cái này màn hình còn rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, vân tay một chạm luôn, cực kỳ nhạy. Đấy, con này đặc biệt là hai cam trước này, hai cam trước, hai cam sau. Cái này giá 1,6 triệu anh em nhé. 1,6 triệu. Vẫn tặng kèm cho anh em sạc cáp cường lực đầy đủ. Ok. Tiếp theo thì em có con Samsung A12. Con này thì RAM 4, bộ nhớ 128 này. Màn 6,5, pin 5000. Giá là 1,7 triệu anh em nhé. Cái này giá 1,7 triệu. Màn hơi có tí phản quang tí tí này, không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Dùng vẫn cực kỳ là ngon. Ok chưa anh em? Đấy. Pin cái này cũng rất là trâu, pin 5000. Hình thức hơi chảy anh em nhé. Đây, cái góc này hơi chảy này. Đấy. Giá 1,7 triệu, 1,7 triệu anh em nhé. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo để em giới thiệu con này là con Redmi K30 Pro này. Con này cấu hình cũng rất là ổn anh em nhé. RAM 6 bộ nhớ 128. Màn là 6,67 inch, pin 4007. Con này chạy chip Snapdragon 865 anh em nhé. Chip Snapdragon 865 anh em chiến mọi game luôn. Giá 2,9 triệu. Màn này, vân tay trong màn hình. Con này vân tay rất nhạy anh em nhé. Màn đẹp full view, không tai thỏ, không giòn nước. Tại vì camera của nó là dạng thỏ thụt anh em nhé. Giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu anh em nhé. Đây, em thử cam cho anh em, cam trước này. Đấy. Thỏ lên thụt xuống nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. 2,9 triệu. Ok. Hình
thức cây này thì hơi phẩy anh em nhé, hơi phẩy 2,9 triệu. Ok, tiếp theo em giới thiệu đến cái dòng Samsung đấy cao hơn nha anh em nhé. Đây tiên em giới thiệu con này là con Samsung S20 FE anh em nhé. S20 FE con này thì lại bản 2 sim luôn. Đây, 2 sim vật lý anh em nhé. Anh em cần máy 2 sim mà lại thích Samsung thì lựa chọn con này rất là hợp lý luôn. Con này thì cấu hình cũng khá là ổn, RAM 6GB, bộ nhớ 128, chạy chip Snapdragon 865 nhé. Màn hình thì 6,5 inch, có 120Hz anh em nhé. Con này có 120Hz luôn. Đây, pin thì là 4500. Đây, anh em chọn cao này anh em nhé, thì nó sẽ chuyển sang màn hình 120Hz, cực kỳ là mượt mà luôn, cực kỳ mượt mà anh em nhé. Dòng này thì anh em dùng không bao giờ sợ đơ lag luôn. Con này thì hình thức tầm khoảng 97% thôi, nó hơi lấm tấm lăm răm mặt lưng rồi, cạnh viền cũng hơi lấm tấm nhé. Giá thì rất là rẻ, 4 triệu 400 nghìn anh em nhé, 2 sim, 4 triệu 400 nghìn. Ok, tiếp theo là cây S10 Lite, cây này cũng 2 sim luôn anh em nhé. Cây này cũng 2 sim, RAM 6, bộ nhớ 128, cây này thì chạy chip 855, màn 6,7 inch. Đấy, màn 6,7, pin 4500, hình thức đẹp 99, giá 4 triệu tròn anh em nhé. Cây này giá 4 triệu tròn, màn cũng là màn AMOLED này, có vân tay trong màn hình, màn đẹp không hóa mố gì. Ok chưa anh em, giá 4 triệu anh em nhé, 4 triệu. Tiếp theo thì em có con này là con Samsung Lốt 10 anh em nhé. Máy em mới reset chưa kích hoạt. Đây, con này Lốt 10, máy cũng là 2 sim, hàng chính hãng 2 sim. Cấu hình thì RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256 anh em nhé. Con này cấu hình rất là cao, 256. Và màn hình là màn hình con này đâu đó 6,2 thì phải. 6,2 anh em nhé. Màn đẹp, con này là màn hình cong. Tình trạng là hơi lứt kính này, hơi lứt kính hai bên này anh em nhé, hơi lứt kính. Giá em để cho em cây này thì chỉ có bao nhiêu? 4,2 triệu anh em nhé. À 3,2 triệu cho anh em nhé. Cây này em để cho anh em giá 3,2 triệu nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Ok chưa anh em? 3,2 triệu, máy 2 sim. Tiếp theo là Samsung S20 Ultra 5G bản Mỹ 2 sim. Hôm nay Samsung toàn hàng 2 sim nhé. Con này thì đặc biệt là camera của nó zoom đến 100x, cực kỳ xa anh em nhé. Cấu hình cũng rất là cao, cấu hình rất cao anh em nhé. Đây, RAM 12 này, bộ nhớ trong 128, màn là 6,9 inch, 2K, có 120Hz đầy đủ. Pin thì đây, pin 5000, pin dung lượng 5000 anh em nhé. Đấy, con này thì camera không phải nghĩ luôn, cam trước này anh em, đây, cam sau zoom cực kỳ xa anh em nhé. Đây, đây mới có 10x này. Đây mới có 10x này anh em nhé. Giá cái này em để cho anh em là 6,3 triệu anh em nhé, 6,3 triệu. Ok, tiếp theo thì em có Samsung S8 Active này. S8 Active, cái dòng này thì là máy gọi là máy cục gạch, máy trâu bò cho anh em. Cần một con máy bền bỉ và hầm hố anh em nhé. Đây, con này thì RAM 4GB, bộ nhớ 64, RAM 4, bộ nhớ 64 anh em nhé. À, màn hình con này hơi ám nhẹ này, giá là 2,500 nghìn anh em nhé. Còn anh em lấy màn đẹp thì vẫn có 2,800 nghìn màn đẹp S8 Active bản Mỹ 1 sim, bản Mỹ 1 sim anh em nhé. Ok rồi, tiếp theo thì em giới thiệu anh em con này là con Xiaomi. Con này Xiaomi này là Mi 11T anh em nhé. Cấu hình rất cao anh em, cấu hình cực kỳ cao anh em nhé. 256GB bộ nhớ trong này, RAM là RAM 8+3. Đấy, màn hình có 120Hz đầy đủ, màn
thì có 120 Hz đầy đủ anh em nhé. Pin thì 5000. Con này chiến mọi game luôn anh em nhé, dùng là cực kỳ mượt mà luôn anh em. Ok. Có mỗi cái là màn nó hơi chấm mực tí tí cạnh dưới này, không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Anh em dùng bình thường không ảnh hưởng gì. Cái này em để cho anh em giá chỉ có 4.300.000 anh em nhé. 4.300.000. Giá cực kỳ tốt luôn anh em. Màn đẹp của nó vẫn trên 5 triệu anh em nhé. Em tiết kiệm được hơn 1 triệu. Ok. Tiếp theo con Redmi 9T. Con này là con Redmi 9T anh em nhé. Con này thì RAM 6 bộ nhớ 128. Pin 5000, con này màn chậm 6.7 inch, 6.5 6.7 gì đấy anh em nhé. Hình thức còn đẹp này. Đấy. Cái này em để cho anh em giá 2 triệu 2 anh em nhé, 2 triệu 200 nghìn. Redmi 9T. Pin châu. Ok. Cuối cùng em chuyển sang cái dòng iPhone nhá. iPhone đầu tiên em có con này là con iPhone 7 này. Full chức năng, vân tay đầy đủ. 32GB, con này mỗi tội là máy nóc. Máy thì cực kỳ chất nha anh em nhé, 32GB này. Máy nóc này thì em bán xong em tặng kèm sim ghép nhá. Tặng kèm sim ghép nha anh em, về tự ghép. Chứ em lâu cũng không bán máy nóc, em cũng không rõ lắm đâu. Máy này là máy thu khách. Máy thu khách anh em nhé. Cái này thì em để cho anh em giá thì rất là rẻ, 1.300.000 thôi. iPhone 7 lock. Pin mới 100% vừa thay xong, em thay luôn anh em nhé. Pin này là em thay pin xịn, pin EU luôn đấy. Bảo hành 15 pin luôn. Đấy, pin 100. 1.300.000, giá thì chỉ bằng con iPhone 6 thôi. 1.300.000 anh em nhé. Tiếp theo thì em có con iPhone X quốc tế 64GB. Con này thì tình trạng là máy mất phây nhá. Máy mất phây, còn lại là full chức năng, main zin, màn zin. Đây, Face ID báo sự cố này. 64GB. Cái này em cũng để cho anh em giá rất là rẻ nhá, 3.300.000. Đây, pin 100. Giá này thì anh em mua 7 Plus, 8 Plus làm gì nữa, mua con X này dùng cho ngon lành nhỉ. Main zin, màn zin anh em nhé. Đấy. 3.300.000. 3.300.000 anh em nhé. Ok. Tiếp theo này có SE này 2020. SE này thì cấu hình rất cao nhá. Cấu hình nó ngang cả 11 Pro Max đấy. Máy là máy 2 SIM này. Một SIM vật lý, một eSIM. Bản 64GB quốc tế. Pin con này còn 89%. Máy zin anh em nhé. Máy zin hình thức đẹp. Giá 3.250.000. 3.250.000 anh em nhé. Kèm có hai màu đen và màu trắng. Đen màu trắng. Rồi, tiếp theo thì em có con này là con XS quốc tế 64GB. Con này thì máy zin full chức năng rồi. VID đầy đủ. Pin 100. Pin 100 anh em nhé. Màn đẹp không ám ố gì. Giá cái này là 4.800.000 anh em nhé. 4.800.000. Hình thức đẹp 9899. Ok. Cuối cùng là XR 128GB. XR 128GB anh em nhé. Máy zin full chức năng, Face ID đầy đủ. 128GB. Cái này màn hơi phản quang một chút, để cho anh em giá 4.900.000 nhé. XR năm nay bán 4.900.000 cho anh em. Pin 90, hình thức 98. 4.900.000 anh em nhé. 4.900.000. Rồi, cuối cùng là V40. V40 bản Mỹ một SIM. 2.250.000 anh em nhé. V40 2.250.000. Rồi. Anh em quan tâm cứ inbox về Zalo hoặc là Facebook cho em nhé. Zalo hiện tại là nó nhiều khi nó bị hạn chế thì anh em có thể gọi điện trực tiếp nhé. Số điện thoại em để trên màn hình. Rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Chào các anh em nhé.